Mình xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem kênh của mình với tôi nha. Hiện tại là cũng 2-3 giờ chiều cả nhà. Thì hôm nay hai vợ con trở về Hải Dương, mình bắt đầu cải tạo vuông để mình thả con giống mới. Hôm giờ thì cha bơm nước vô. Bữa nay nước cũng ngập dữ. Ở đây thì mình sẽ gãy voi, mình thử phèn. Nước mặn mình mà khô khô bắt đầu nó nổi phèn lên hay sao? Thường thì vào những vụ mùa màu qua Tết này, bắt đầu là tới vụ mùa nước mặn thì mình sẽ bơm nước vô vuông lại để bắt đầu mình cải tạo rồi mới thả con giống mới. Cũng tùy theo mỗi người dân mình làm nó chứ cũng không ai giống ai. Ôi trời, ở ngoài đồng ngoài kia cá rô cái gì mà nó đó bay lên luôn. Cái rô mình chài dính không ta? Chài nó chú xịn. Rồi mình vô mình thấy thứ dài chạy có dính tôm càng nào. Cái gồ thấy lỗ đó nó sâu quá, cái nó gom cái đó làm sao. Quá vậy nó hụt luôn. Sẵn đây thì cũng muốn quay một clip để mình cho cả nhà biết những cái quá trình mà mình làm vuông ở đây. Trước giờ cũng có quay vòng vòng nhưng mình chưa có quay mấy cái quá trình mà mình cải tạo ao nuôi được lại. Thì vào đầu mùa con tôm nó sẽ lên đầm nó ăn nên là mình phải vệ sinh cái đầm mà cho nó sạch mới được, nên tôm nó ít bị bệnh. Ở đây thì mình thả tôm kiểu thả thiên nhiên như cái nhà, không có cho ăn thức ăn, mình chỉ cải tạo ao nuôi, cải tạo đất như nè, rồi xong mà thả con giống rồi nó tự ăn. Núi đây kiểu như nó ngoài thiên nhiên, nó chỉ thua ngoài thiên nhiên là nước nó chảy tới chảy lui, còn ở trong ao của mình thì nước nó nước đứng. Mình đi vô này coi nước làm sao im không thì mình mới thể phân hoặc là thuốc đồ khác hết cho. Thường là nước có nhiêu phần ngàn mình thả tôm vừa nha. Có 15. 15 phần ngàn. Này dữ rồi. Không thấy. Hôm nay quá bận. Năm hồi nước nó cũng lạ lạ, chứ nó không mặn dữ. Không có nó chịu. Dạ. Thả đi. Mua chịu mà tôm nó hơi mặn hay nha. Quá cái tôm mặn quá đó. Còn thẻ được không ta? Thẻ được. Còn tôm sú thì nước vừa vừa thì nó ở được ha. Vừa mặn quá đâu chưa nổi. Dạ. Dạ.
Lúc trước con thấy hay đo độ pH mà sau này thấy ít đo chưa? Mình làm quen rồi mình thấy màu nước là mình biết nhiêu pH rồi ha. Lúc trước con thấy hay mua cái hộp đo pH mình về mình đo. Năm nay thì đợi cha cải tạo vuông xong lại thì mình sẽ bắt đầu cua thì chắc mình còn mà mình thả ít tới đâu nhiều nữa ha cha. Mình cũng còn con bự mình thả cũng chắc cũng vừa. Không càng chết à, đỏ tươi luôn à. Thì mình sẽ thả cua nè, thả thẻ, thả tôm sú. Hôm nay mình sẽ thả thêm cá, cá đối. Trước mắt thì sẽ cá đối. Nước mặn thì nó cũng thả được ít loại cá lắm. Hôm nay thì mình sẽ nuôi trong một mấy cái loại cá nước ngọt tới tháng nước ngọt và mùa lúa mình làm ngoài này nè. Bắt đầu mình thả ra vuông luôn. Còn nước ngoài kinh thì nó cha nhà cha cũng chảy ít vôi nên màu nước nó không đẹp. Năm nay mình thử mình nuôi trong mùng cho nó lớn lớn cái tới vụ cái lúa nước ngọt bắt đầu mình thả cho ra ngoài này luôn. Sau khi đi tạt vôi xong thì chiều nay gia đình mình tiến hành làm bữa cơm chiều nha cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú. Phúc chào chưa? Chào bà cô chú. Hồi nãy con mua chiếc cà chua ý á, con lỡ bỏ nhà con. Thôi thấy nó dốc rồi đó nghe. Hồi nãy chú kia cho chứ con có mua đâu. Đi. Thấy cái chùm cà chua bi của người ta cái trời hỏi cà cà gì. Cái chú kia cho mà giờ về đây dám nói mua ha. Con đi, con đi cà chua. Dạ. Người ta cho có cảm ơn. Chú bi bán nguyên túi thôi mà đâu bán lẻ đâu. Cảm ơn chú. Trời ơi. Có. Quá giỏi luôn. Thì chiều nay có ít con cá khô xanh xương. Cá này là khô xanh xương rồi cả nhà. Thì cá này thịt nó hơi cứng à. Cá này của mấy anh đi biển ảnh cắt. Cá này của cô Năm ở gần sớm cô cho uống mấy con. Thì hôm nay chút xíu mình sẽ nấu canh chua cá khô xanh xương. Nấu canh chua. Cái này thèm lắm. Thèm không? Mà cái này cứng quá con ăn không được, cá bên kia con ăn mới được. Ủa sao này nó phơi ấy chứ chứ lúc nó còn tươi là cái xương nó màu xanh luôn á. Đúng rồi. Yeah. Cái này. Ôi xanh xanh này, khơi khô quá nó màu. Trông thấy cái con cá này mềm quá vậy. Ừ, cá đó mềm con ăn mới được đó. Chứ cá bên đây nó hơi cứng, hồi nấu canh chua chắc nó cũng ra mềm mềm mà không biết con ăn được không. Tại con không có răng. Mày không ăn nước. Gà muống hả mẹ? Gà muống. Chào cả nhà. Cá này cá đùi. Cá này cá đùi. Không gà và bán bia nằm ở nhà không, không có ai kêu chân bữa nay. Lên quay cái kêu được con phải chết. Xíu thì chắc mình làm cũng không có nhiều đâu, các thằng con nấu lại, thằng con chặt ra cũng nhiều lắm. Dạ. Rồi sẵn tiện hôm nay thì cũng có làm chiên ít cá khô ăn, thì giới thiệu mặt hàng của gia đình mình luôn. Hôm nay thì giới thiệu nhiêu đây thôi, có khô cá mối nè. Đây, khô này khô cá mối. Thì ở đây sẽ có cá lớn cá nhỏ nha cả nhà. Có miếng lớn miếng nhỏ chứ nó cũng không có đều hết nha. Nhưng mà
cá này là lóc hết xương luôn rồi, thịt không à, thấy ngon ha. Dạ, cá này thì là ốp tiêu đường, nó mặn mặn ngọt ngọt rồi có hơi cay cay gì đó, không có cay lắm. Người cả nhà có cần dùng cá này thì liên hệ cho gia đình mình nha. Mà ai thích ăn mặn mặn ngọt ngọt mới được nha. Đây mà cũng có giới thiệu trước để mua về mà nhầm cô chú không thích ăn ngọt đó, thì cũng ăn không được, mất công. Dạ. Cái gì mà cô chú sao? Cái này mềm. Cái này mềm. Đâu con giới thiệu sản phẩm ai? Con giới thiệu sản phẩm. Cái này là cá đù. Cái đù với cá chị gì? Con mời ông bà cô chú ngồi. Cái cá nó y chang à. Nhưng mà mình quay cái ngược bề để nó khác à. Dạ. Cá này là cá đù nè nha cả nhà. Là cái vảy nó khác. Còn cá chỉ vàng thì cái nó trắng hơn. Hai loại cá này thì nó ăn cũng na ná nhau. Dùng sắp vô cái dĩ này rất là đẹp luôn. Công mời ông bà cô chú mua ủng hộ con ơi. Ba loại cá này thì gia đình mình sẽ công khai giá luôn nha cả nhà. Cái khô cá mối này nè là 190.000 một ký. Còn khô cá chỉ vàng này 180.000 một ký. Còn khô cá đù là 160.000 một ký. Loại cá này thì gia đình mình cũng không có lại được nhiều nên không có bao ship về cái cá này nha cả nhà. Tại nó cũng giá cũng rẻ, có trăm mấy ngàn ký. Nhà mình cũng còn ít thẻ khô với tôm sú khô nữa. Cái bọc đó thì do nó bị bể. Nãy để chung với cá để đập lũng. Giờ chừng nào mình lấy mình lóc rồi. Đây trên đây thì trái cặp sẽ có số điện thoại của gia đình mình luôn nha cả nhà. 0948234523. Dạ cả nhà nhìn nhà rõ. Rồi còn thì hiện tại gia đình mình còn thêm một ít tôm khô là mình cũng mấy bữa Tết á. Tôm thẻ khô. Thì cái loại này cả nhà có cần dùng thì liên hệ qua số điện thoại bằng báo giá nha. Này là tôm thẻ. Tôm thẻ cũng còn được vài ký à, chừng 2 3 ký vậy hả chứ. 2-3 ký. Có 3 ký, 4 ký. Dạ. Còn mà khô tôm sú thì cả nhà có cần dùng thì đặt trước cho gia đình mình nha. Liên hệ qua số điện thoại đặt thì gia đình mình sẽ làm xong rồi mình gửi luôn à. Chứ mình khỏi làm trước để nó lâu nó không ngon. Có lô chứ mới phơi xong khô sáng đem lên luôn, sú. Dạ. Thì hiện tại cũng có sẵn được mấy ký nữa. Rồi, giờ mình giới thiệu sản phẩm xong thì bắt tay mình nấu ăn. Cơm ăn. Với thêm còn mật ong gừng nữa nha cả nhà. Thì trong tem mình cũng có ghi đó. Còn mật ong gừng thì chắc bữa khác mình giới thiệu lại cái chai cho nó dễ. Tại sớm cũng quên đem lên. Thì cả nhà có cần dùng thì liên hệ vào. Năm nay thì bán giá nó hơi rẻ hơn trước. Mấy cô chú mà có mua rồi thì năm nay có ủng hộ lại bằng giảm giá lại. Này nhiều có giá có cà chua mình gọt cắt thái rồi. Có gà muống nữa nè. Có nhiều rồi lắm. Được mẹ cái nhặt rồi cái mẹ ngâm mẹ rửa cá. Để tỏi vô xấy cái canh. Ngoài ngoài này thì vừa nắng mà vừa gió. Gió nhiều. Gió hả? Cho nước dầm. Sao nãy vui mà giờ buồn rồi Phúc? Mấy nước dầm me. Thấy hàng xóm có xe đạp buồn rồi hả? Nãy giờ đứng gần bạn và cười. Đó. Bạn mình đó mua xe dẫn về hai chiếc chạy qua coi đi. Dầm cho khóm vô đi, để nấu cho nó ra nước khóm. Với cho cá khô mình nấu đi cho nó mềm. Đợi tới lớp 1 mới đạp xe đạp được quá. Rồi các cô vô mình nấu cho nó mềm. Dạ nha. Nấu lâu lâu một chút cái nó mềm miếng cá dễ dặn. Con nhầm ra đi. Con nhầm đi. Nhìn dễ dàng lấy gì ra ngoài con. Quá dở luôn đó.
Mấy cái loại cá biển nè cả nhà thì mình sẽ chiên với cái lửa nhỏ thôi, tại nó có chất đường á, nên mình chiên lớn nó sẽ bị két á. Nó dễ chín lắm, cá nhỏ đó nó dễ chín lắm. Một ký thì rất là nhiều luôn, một miếng tròn vậy đây là tới đâu 10, 11 miếng rồi. Còn cá mối cũng vậy, cá mối cũng nhiều. Cá mối nhiều dữ lắm ạ. Con chéo mà của chú, con nút hồ me à. Rồi dầm me nàng hồi hao luôn rồi. Con chéo mà của chú. Con nút hồ me à. Ai mà thích thịt nhiều thì mình có thể ăn cá mối, còn ai mà thích thịt vừa vừa thì mình ăn cá chỉ vàng, cá đù. Cá đù nguyên con thì hiện tại chắc cũng có lại rồi. Mà còn chừng nào mà có lại thì mình quay clip mình giới thiệu luôn cho nó dễ. Gì? Nói chuyện gì vậy? Nói nhỏ gì? Lấy ba con hột me á. Chắc mình chơi vô luôn. Nãy đi ra không có lấy được. Cái hột me tức gì đây, nghĩ cho người ta làm hột me thành mềm luôn. Ừ, hay à. Mình chắc chứ. Thấy người ta ảo. Me này me ăn của ngoại bẻ trên cây nè. Thịt không. Nhiều đó là chất chua dữ. Có khóm có cà chua. Cây me là ngoại chứ không phải ngoại bẻ. Nó cho cà chua vô luôn. Cho cà chua vô mình nêm luôn. Thôi đừng ngủ thôi. Muối. Cho được chua, cho thêm miếng đường để cho nó có vị ngọt ngọt, nó ngon. Rất ngọt ngọt. Mình thì không có cá dứa, nhầm chỗ thì mình thấy có nấu khô cá dứa. Khô cá dứa nấu canh chua. Còn đây mình không có cá dứa, mình nấu cá xinh xương. Cá xinh xương, cá biển nè. Cá dứa thì nấu nó chắc canh chua hơi béo hơn, lại nó có chất mỡ. Chứ thấy người ta có bán cái đầu cá dứa nữa đó. Ta làm khô quá thịt thì cái đầu không có bán. Không muốn cọc nhỏ nhỏ ngon ha. Cho ít giá vô đi rồi cái còn nhiêu mình cho vô trong tô. Tô cho nó giòn giòn nó ngon. Nêm vô. Thêm nước mắm. Cho cả tô luôn. Bữa nay có canh chua mà không có cá khô tiêu. Canh chua cá khô mà cá khô chiên luôn. Bữa nay mình ăn là tới khô luôn. Tới khô luôn. Mà toàn khô cá biển không. Hôm nay không có cá khô đồng, khô sạc, khô lóc rồi ha. Ít bữa nữa mình sẽ nấu nấu một món cá khô cá bổi nữa. Cô cá bổi là ông gài ăn nhiều dữ lắm luôn ạ. À. Bọn bán chắc không có lời vậy. Ăn lần mấy con hết lời. Ông gài giờ là ký 10 con thì ăn được mấy lần hết 10 con này. Gài không có gì ăn, không có gì ăn là cho chiên nha. Rồi, bữa cơm chiều hôm nay thì gia đình cũng đã làm xong rồi. Xin mời cả nhà dùng cơm chung với gia đình luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm, cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Con mời ông bà ngoại, mời ba mẹ ông bà dùng cơm. Rồi. Con mời ông bà cô chú dùng cơm với con. Con mời ông bà ngoại, con mời ba mẹ. Con mời Út, em mời gia dùng cơm với em. Rồi. Con ăn đi. Bữa nay con ăn đi con. Cái gì quan trọng? Con lấy bông bồ bồ ngoài ăn đi. Rồi để đây. Bông lục bình. Bông bồ. Bông lục bình. Một chút bẻ được cái bông đem vô bẻ ra.
lấy chung cái đó là con kẹp. Con kẹp hả? Kẹp cái gì? Con kẹp hả? Sinh nhật ạ. Nhà em nổi đâu. Nhà thì rất là căng giả rồi. Mềm quá vậy. Mềm quá. Chiều nay chúng chú ra ruộng tắm mưa. Chiều giống cái ông á. Kêu chúng chú ông mình hay quay hả? Còn những lúc ra ruộng tắm mưa. Chiều nay chúng chú ra ruộng tắm mưa quay. Rồi con ăn. Người mới móp xuống mặt. Nó khô không có. Nó khô không có ăn nữa. Quay. Quét đâu được không? Mềm có thân xương, nãy cứng nhắc bây giờ mềm. Cái xương xương này thì có thể làm chiên giấm đường. Giấm đường nó ngon. Không có ăn được luôn à. Không có gan mà ăn cũng được thôi. Múc cơm ăn con. Bữa nay mình kịp không luôn ha. Cay đó, cay đó. Con gì mà nước lên xanh xanh đẹp quá nè. Màu nước đẹp màu vàng hồng. Vàng đẹp. Nước cơm. Dính cá rô vô răng rồi. Ăn chút xíu gà. Nào, phải quét nữa chứ. Cá kho ngon quá mẹ. Cảm ơn cô. Tảo lâu rồi, bữa nay thèm ha. Nãy kia chiên nhiều nhiều. Ngon. Trường nào á, Út có tiểu, Út mua từ lâu vậy nó mới hành. Không phải hỏi con ngon không cả. Dạ. Chừng nào có tiền cũng được phải à, không có kêu mua à, mà chừng nào có tiền mới mua. Ăn cơm bứt bớt đi, ăn cơm bứt bớt đi. Hôm nay quá làm giờ chưa ăn chỗ lông rồi biết ăn sao không? Lông chưa ăn không rồi. Cái lòng này không thích ra ăn đau bụng. Là con bự bự không ngon chứ. Là nhỏ nhỏ là mắc đi. Nhớ có lần mà ký có 2.000 đồng. Ngon đã luôn. Đó thời nào á. Là lòng mà ký có 2.000. Còn có lúc sò voi mà ký có 500 đồng á. Cái đó mua ăn không hết, cái mua luộc xong cái đem ra làm khô. Rồi đó không nhận rẻ chứ thì. Giờ ký 50 ngàn. 50 ngàn nhỏ nhỏ không? Dạ. Giờ bự rồi. Bự hả? Bữa nay bự. Làm nhỏ nhỏ lâu rồi mẹ. Vô mùa lâu. Cần bữa hổm như nó mới có cái nó nhỏ. Đi mẹ lấy cho. Mẹ lấy cho con. Vậy mà Dũng có ăn cũng được, ngon lắm. Con này được, con này được. Trời ăn không biết. Con này được. Khô rồi mẹ. Mẹ em con ăn đi. Ở trên đầm mình có gãy vô dánh nữa không cha? Gãy thật được. Còn tủ ba bè. Nay thì mới gãy cặp mé với dưới kinh. Gãy từ từ. Cho nó cạn rồi kéo. Dạ. Nước này mình có bơm lên nữa không cha? Hay là cả này thôi? Bữa nó bơm. Dạ. Cậu bơm này nè. Dạ.
Vậy là nãy giờ Vĩnh Phúc hình như ăn được cá mối hay gì á. Cá mối cứng nhất mà nó ăn được vậy là cũng em hả? Cứng nhảy không nổi luôn, nó mềm. Mềm quá. Mềm lắm. Thích mà, phải ăn rồi. Mềm không Búc? Mẹ, mà đặc biệt cá này mình vừa chiên xong á, mình ăn nó mềm mà để nó nguội thì nó sẽ cứng lại. Ông ngoại hỏi con mềm không? Quấy miếng bự đó bỏ vô lên. Rồi. Mày khóc. Bữa nay tính món này là Vĩnh Phúc ăn rồi, chỉ ăn cắm nước không mày ạ. Nước cành sốt không mày đó, mà giờ ăn được cá rồi. Cầm chén lên con. Bị thấy con nó hơi cứng tay mất bờ cầm cá rồi. Cầm chén lên. Để miếng cá khô vô trong chén đi. Để rồi con cầm lên, chén lên. Cầm cạp luôn. Như đùi gà vậy. Gì? Cái cồi nghe không được. Phải ăn cơm. Còn dưới thấy chưa? Để cái mềm mới cái cồi cũng nấu được thôi. Mày tới ăn cơm gì thằng? Để ăn mắm. Mắm nữa hả? Mắm nữa hả? Mắm làm gì ăn? Mắm kho. Không kho nữa hả? Bữa đó mới kho rồi. Mới kho mà. Thèm nữa hả? Không cho, không thèm thịt. À, ghê gớm rồi. Cái đầu phải khóm. Cùi không biết nữa. Cùi ăn cho lâu chút. Ăn cho lâu quá. Hết rồi đó, còn miếng cuối cùng luôn. Đây ăn cái khô quá vậy. Ăn cái khô nữa không? Ăn nữa, ăn xiết cơm rồi quay lại ăn cái khô. Đây là nó cứng à. Ừ. Tới đâu cứng hả? Cứng đưa cho mẹ ăn. Vậy? Tiếp theo thấy cái khác. Tiếp theo ta. Cái nào nữa? Nhìn té ở thì nói gì nữa. Giờ có mấy miếng ngọt đó. Ừ. Tôi gọi mềm. Chấm nước canh. Hấp hết đó rồi thêm con. Dạ. Dạ. Nó cành chua. Nay ăn cơm lạnh luôn á. Cơm có hôm quá quá thì nó. Để cho nó mát. Nó mát rồi. Rồi mát dữ chưa Phúc?